Mẹ ơi, cô giáo phát sổ liên lạc, nói cuối tuần đi họp phụ huynh đó mẹ. Được rồi, con để sổ lên bàn đi. Mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng thương con. Ba mẹ đừng bỏ con đi nha. Sao bữa nay con nói gì lạ vậy? Con không muốn bị bỏ lại với ông anh hai dễ lỡ đó đâu. Tưởng gì? Không biết thằng nhỏ về có giấu gì không? Này đứa đi, cái cặp đi làm sao ha? Những cái dáng đường tôi vừa bài quá, nhỏ về làm. Dạ, cảm ơn các phụ huynh đã đến đông đủ. Giờ lớp mình sẽ bắt đầu họp ạ. Cậu Long à, cậu chịu khó ngồi cuối lớp nha. Mặc dù chỗ của Phong là dãy đầu, tại cậu to quá bằng ba người gộp lại lắm mà. Dạ, em hiểu mà. À Nghi, Nghi cũng tới trường đó hả? Thà tới trường chờ mẹ họp còn hơn là ở nhà với cái ông anh hai. Mình cũng vậy nè, ở nhà chán quá nên theo anh hai lên trường luôn. Tụi mình ra quán cô Huệ uống trà sữa không? Chắc là sắp họp xong rồi đó. Thôi, mình ngồi đây chờ mẹ xíu. Vậy hả? Vậy mình đi một mình nha. Bé Nghi, mẹ xong rồi nè. Bé Nghi đứng nhất lớp cả học kỳ. Con muốn mẹ thưởng gì nè? Con muốn được photobook của BTS. BTS là nhóm nhạc con thích đúng không? Giữa đĩa nhạc với photobook con chọn cái thôi. Đĩa nhạc. Cô Hạnh ơi, bé Nghi ơi, hai người có thấy Phong đâu không? Nó đi cùng con đến trường mà giờ con kiếm hoài không thấy. Dạ hồi nãy Phong nói chạy ra quán cô Huệ để mua nước á anh. Sao anh ra cổng trường tìm mà không thấy? Đừng có quản, bây giờ mẹ tìm ở trong trường. Còn Nghi với Long chạy ra quán đó coi thử đi ha. Chắc là Phong nó cũng chỉ loanh quanh ở đâu đây thôi à. Phong ơi, em đâu rồi? Thiệt tình à, người đâu, chạy đi đâu không biết nữa. Phong, Phong ơi, cô ơi, cô có thấy Phong ra đây không cô? Không, nay cô đâu thấy nó. Khoan đã, không lẽ? Nhưng mà họ không có ở đây, nên có khi muốn gặp họ, mình phải đến chỗ của họ. Không lẽ nó muốn đi gặp ba mẹ nó ở bên kia thế giới? Điều dễ nhận thấy trong tâm lý trẻ mồ côi là cảm giác cô đơn, trống trải, trẻ tự ti, dễ tủi thân, sống thầm lặng, mặc cảm với số phận, nguy cơ trầm cảm sẽ là... Bé Nghi đang đọc gì đó con? Dạ, con đang đọc tâm lý các giai đoạn phát triển của trẻ. Có một từ này con không hiểu lắm á mẹ. Trầm cảm hả? Từ này có lẽ hơi khó với con. Trầm cảm là một kiểu bệnh về thần kinh đó. Nó làm mình bị rối loạn tâm trạng. Trầm cảm lâu ngày có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và thể chất của người bệnh, thậm chí là gợi lên ý nghĩ tự sát nữa. Phong ơi! Phong ơi! Phong! Hình như có ai gọi tên con á. Trời đất! Phong nó lên xe với ai vậy trời? Mà còn hớn hở nữa. Có biết hai người này là ai không mà đi theo họ vậy? Biết. Cô chú là ba mẹ của Lân. Ủa, không phải tên Lân, tên gì ta? Tên Phong em. Đến tên con còn không nhớ nữa. Đúng là đáng nghi mà. Cậu đó, không hiểu nổi cậu luôn. Giờ mặt thấy không giống ba mẹ mình mà vẫn đi theo làm sao? Không sao đâu, chắc lâu không gặp, mặt mũi có thay đổi chút xíu đó. Cái tên ngu lâu dốt bệnh khó đào tạo mà. Mẹ ơi, Nghi là bạn của con đó. Cho bạn lên xe đi chung với mình nha mẹ. Sao tôi lại có một người bạn như thế này chứ? Bé Nghi, lên xe với bạn con luôn nha con. Thank you.